Thơm chưa? Ừ. Đắng không? Cô đây không lời nữa. Dạ. Nên mũi to hơn này.
Tao đứng tập ta, không có bị mở cổ ở ngoài cho mình. Ừ, đúng rồi chứ. Mình nghe lấy buồn mà không quay không lại một quay nhức má mà rồi chứ nàng liên tục á đau má hết.